Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Và đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh cũng như là ủng hộ cho tôi. Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Anh Dũng. Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Đức Anh Dũng. Úi rồi, hai ông tên là Dũng, giống tên gần như là giống hệt nhau. Không biết có phải là một người không, một người đăng ký hai account không? Hay là không, chắc không phải đâu. Nên là hai người. Xin được cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh và anh em Hồ Khánh. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên ủng hộ cho tôi, giúp tôi có cái phần thêm cái phần năng lượng đấy, thêm một cái động lực để có thể đều đặn ra clip hàng ngày phục vụ anh em nhé. Sẽ có ông sẽ nhấn mạnh cái chữ là hàng ngày. Ok, tôi biết đấy, dạo gần đây thì cái hàng ngày của tôi là cứ cách một ngày ra một clip, sorry anh em. Đấy, sẽ cố gắng là để về lại cái tiêu chuẩn của KPI nha anh em nhá, tức là mỗi ngày ra một clip. Sẽ cố gắng, anh em thông cảm mấy cái ngày vừa qua. Thực ra anh em nghe giọng tôi anh em biết đấy, tôi thì ốm thì cũng phải sơ sơ khoảng 2 tuần nay rồi đấy. Nhưng mà mấy ngày trước thì là con tôi nó cũng bị ốm và nó sốt rất cao đấy, phải vào bệnh viện mà. Thế nên là tôi cũng không có thời gian để tôi làm clip được. Thực ra là cũng có làm clip, nhưng mà cái thời gian biên tập ấy, nó mất rất nhiều thời gian đấy. Chính vì thế là clip nó mới không ra được đều. Chứ còn thực ra là nếu mà làm theo cái kiểu là làm theo kiểu miễn liền ấy, công nghiệp thì nó cũng ra nhanh thôi đấy. Nhưng mà tôi muốn là mỗi cái clip của tôi nó đều là một cái siêu phẩm. Chính vì thế là ra clip nó hơi lâu anh em ạ. Đấy, về cả nội dung ở trong game nhá, rồi cả cái cách edit với âm thanh cũng như hình ảnh ấy, nó có đấy nhưng không phải không có đâu. Anh em để ý từng tí một, nó sẽ có, nếu anh em tinh tế anh em sẽ để ý ra. Đấy nhá anh em nhá. Thì tôi cố gắng thôi chứ biết làm nào. Đấy, và trong ngày hôm nay, trong cái clip này, nó sẽ là một cái clip đặc biệt. Cái clip này hôm nay tôi dành ra để như một cái lời cảm ơn, một lời tri ân gửi đến một anh em mà đã gắn bó với kênh rất lâu. Chắc là cũng phải gần 3 năm rồi. Đấy chính là anh em Đặng Minh Trung. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh em Đặng Minh Trung xem kênh tôi ấy, cũng là cái ngày mà gần đến cái ngày con tôi nó chào đời. Đấy, ngày mà vợ tôi sinh cháu Khoai. Cách cái ngày sinh cháu Khoai khoảng 1-2 tuần gì đấy. Tôi nhớ là vào khoảng này, cái khoảng thời gian khoảng từ mùng 8 tháng 8 đến 19 tháng 8. Đấy là cái ngày mà bạn Đặng Minh Trung biết đến cái kênh tôi và vào kênh tôi bắt đầu xem, của năm 2019. Và kể từ đó trở đi thì anh em Đặng Minh Trung đã gắn bó với ở kênh đến tận bây giờ. Và phải nói thật là anh em rất là yêu quý tôi cũng như là tâm huyết với ở kênh. Nếu mà nói anh em Đặng Minh Trung ấy mà tâm huyết với ở kênh, yêu quý tôi thứ hai ấy, thì chắc là không có ai là chủ nhật cả. Không có ai là thứ nhất nhá anh em nhá. Không có ai là thứ nhất cả. Anh em Đặng Minh Trung ủng hộ rất nhiều, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Đấy, anh em donate cho tôi nhiều. Và anh em chắc là một trong những cái người mà có một cái thói quen donate, nó phải nói là làm cho tôi ghi nhớ khắc sâu. Đấy chính là cứ đến cái ngày mà kiểu ngày đặc biệt là anh em Đặng Minh Trung anh em donate cho tôi. Đấy, ví dụ như là mùng 2 tháng 9 hay là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay là Tết là anh em Đặng Minh Trung donate. Thậm chí là ngày Trung Thu donate cho con tôi. Giao hoa thật sự. Chính vì thế là anh em Đặng Minh Trung đối với tôi thì là anh em hội viên mà phải nói là VIP Pro Max 14 rồi anh em. Đấy. Và chính vì thế là hôm nay tôi dành ra cái clip này để tôi tri ân anh em Đặng Minh Trung, kỷ niệm 3 năm ngày anh em Đặng Minh Trung biết đến kênh tôi nhá. Và trong clip này tôi sẽ chơi một cái bộ mà anh em Đặng Minh Trung rất thích. Đấy, mà theo anh em Đặng Minh Trung là vì là cái bộ này, cái bộ lay up này, anh em Đặng Minh Trung đã chơi cái bộ lay up này và giành chiến thắng trong cái custom ở trong cái event ở trên kênh Game Today. Bộ lay up nó là một cái kỷ niệm đối với anh em Đặng Minh Trung. Đấy, và cái lay up hôm nay tôi chơi nó chính là cái bộ 6 Glacier nha anh em nhá, 6 Glacier và kết hợp với con Shutdown Griller, hay anh em gọi cái tên thân quen nó chính là PA. Rồi ok, hôm nay tôi sẽ chơi 6 Glacier kết hợp với cả PA nha anh em nhá. Ok, let's go. Và để làm được cái content, cái nội dung ngày hôm nay thì tôi vẫn sẽ dùng cái bộ pack Ngọc Thụ Lâm Phong để làm content anh em nhá. Bởi vì cái bộ Ngọc Thụ Lâm Phong ấy nó rất thích hợp để chơi 6 Glacier, chơi những cái bộ vật lý.
Đấy, và với các anh em hội viên đã biết cái pack này rồi thì cái key của nó ấy sẽ là pick lâm đầu game, sau đó thì late game nó chuyển sang ngọc chơi nha anh em nhá. Tại sao lại pick lâm trước? Thì cái con đường nó chính là do cái con đường xây dựng ở cái bộ này. Cái bộ 6 Glacier này này, 6 Glacier PA ấy, là chúng ta xây dựng theo con đường là có thể nó sẽ là 9 Assassin Fake đầu game. Đấy, sau đó chúng ta roll được 3 sao PA thì chúng ta chuyển dần. Và ở trong cái pack ngọc tụ lâm phong ấy, cái slot lâm ấy là một trong những cái slot mà hỗ trợ ở việc hyper roll rất nhiều. Đấy, ngoài ra là còn hỗ trợ ở wizard nữa để anh em có thể kích hệ được cái hệ fake. Rồi 3 assassin giữ máu kết hợp với một con eco. Tôi không quen, tôi bỏ hết cờ ra anh em ạ. Bỏ hết cờ ra eco trắng thì nói chung là tôi cũng ít chơi. Đây, trận này có hai thằng eco trắng. Xem gặp thằng eco chưa nhỉ? Ok, vậy là gặp cái thằng Phạm Hiếu rồi, gặp một thằng eco rồi, còn thằng còn lại chưa gặp. Đấy, nếu mà eco thì thế nào cũng phá chuỗi ở nhau thôi, cũng gọi là phá nhau thôi. Mà nói chung ấy là tôi cứ để 4 con vào để gặp thằng eco thì nó bị mất nhiều máu hơn nha anh em nhá. Đấy, là nếu mà tôi không gặp eco thì tôi cũng mất ít máu thôi. Tôi cũng có 3 con assassin nó giữ máu lắm. Đấy, mỗi round chỉ cần giết được 1-2 con thôi là được rồi. 10 round là tiết kiệm được 20 máu rồi anh em. Đấy, mà nhất là ở trong này là có con 2 sao. Con sao breaker lên được 2 sao, mà cái con sao breaker ấy nó tung skill ấy là chết được một con. Đấy, mất 2 máu thôi, nhẹ nhàng tình cảm giữ được máu anh em ạ. Ok, rất là ok đấy. Rồi. Mà theo sách giáo khoa ấy thì trận này là cứ xây dựng 9 assassin. Đó là cách xây dựng theo cái lối là hyper roll ở level 7. Và tôi nhớ ấy là cái đợt trước Đặng Minh Trung có chiến thắng ở cái giải của tôi ấy, là anh em Đặng Minh Trung cũng sử dụng cái cách xây dựng đội hình như thế. Tức là lúc đầu là 9 assassin fake, sau đó thì roll 3 sao và chuyển sang kiếm những cái con Glacier để chuyển sang cái bộ 6 Glacier. Đấy, 6 Glacier fake. Nhưng mà nếu mà chơi fake ấy, nó có một cái yếu điểm đấy chính là chúng ta sẽ không có kẹp thêm được cái hệ hút máu ấy. Warlock là không kẹp thêm được. Đấy. Đấy cũng là một cái yếu điểm. Hoặc là không kẹp được thêm cái hệ giữ máu của con Fortuner Teller ấy, là chúng ta sẽ không kẹp được. Đấy, mà chả may mà có những cái round ấy mà nó bị đẩy nhiều, gặp bọn beat ấy nó đẩy nhiều thì là sẽ mất nhiều máu đấy. Mà trong cái đấy nếu mà chơi hàng real ấy, hoặc là chỉ chơi fake, nhưng mà fake là fake 2 con thôi, fake 2 con wizard thôi, thì úi dồi, đây này, Grim Chuck ra rồi này. Được không? Nhưng mà mua con Grim Chuck thôi anh em ạ, từ từ đã. Mua một con thôi. Đấy, nếu mà chúng ta chơi fake 2 con ấy thì vẫn kích hệ được. Đấy, đảm bảo là kích hệ được. Tức là chúng ta chơi 2 con wizard thôi và chúng ta kẹp với cả 6 Glacier thì không cần con Lambda, không cần con Lancer. Và có thêm một cái nữa đấy chính là chúng ta sẽ kẹp được thêm Warlock ở level 10, là kẹp 4 Warlock nữa thì cái con PA là sẽ hút máu, sẽ rất trâu ở trong combat. Đấy, có thể là trong trận đấu này chúng ta sẽ phải xây dựng theo cái lối đó là như thế đấy. Chứ còn nếu mà chơi fake theo kiểu dạng 9 assassin thì nói chung là ở cái giai đoạn đầu game, giữa game thì nó cũng khá mạnh vì nó form được sớm, nhưng mà cuối game thì có vẻ là hơi yếu anh em ạ nhá. Nên là có thể là cái trận đấu này có thể là chúng ta sẽ tính toán lại trong cái việc là chọn bài. Rồi. Đấy, tôi sẽ form Warlock sớm. À, form Glacier sớm. Và kẹp Fortuner Teller vào luôn anh em ạ. Bởi vì chưa chắc là đã chơi được mà giữ máu được ở giai đoạn cuối đâu, trong khi đây là còn phải đang đánh chuỗi thua nha anh em nhá. Đấy, giữ máu thì có vẻ như là cũng đang ok. Rồi. Lấy đằng nào cũng sẽ phải lấy cái que anh em ạ. Nên là tôi lấy trước để đép cái rau quái. Bởi vì nhìn thế này thôi chứ hơi mỏng. Hơi mỏng anh em ạ. Ơ kìa, chửi cái gì kìa? Chưa gì Phạm Hiếu đã chửi lúp cái gì nhỉ? À, tôi hiểu rồi. Cái thằng Phạm Hiếu nó mất chuối anh em ạ. Mất chuối. Khổ, bị phá chuối. Bị thằng Lico kia kìa, cái thằng Lico kia phá chuỗi. Hiểu rồi. Đấy, đằng nào thì cũng bị phá thôi. Còn tôi thì cũng đang có chuỗi mà đằng nào nó cũng phá thôi anh em ạ. Đằng nào cũng bị phá thôi, thôi kệ thôi. Rao này tôi cũng chả việc gì và tôi phải bỏ bài ra làm gì cả anh em ạ. Rao này gặp cái thằng Lico mà chưa gặp. Đấy, rao này gặp rồi.
Round này gặp cái thằng Lyco, mà thằng Lyco thì nó sẽ bỏ cơ ra nó phá chuỗi thôi. Tôi đang có chuỗi mà. Nó đã phá là nó phá cả hai chứ. Đéo ai nó phá một thằng. Đúng không anh em? Thế thôi được rồi thì cứ bỏ bài vào đấm cho nó đau thôi anh em. Có gì đâu. Tôi thì tôi xác định là tôi mất chuỗi mà. Tôi xác định là round này là thế nào rồi cũng sẽ mất chuỗi thôi. Nhưng không sao, 50 tiền là được rồi anh em. Đấy, có 50 tiền là bắt đầu là up dần lên. Round sau là 50 tiền rồi. Ok. Chơi cái bộ này nói chung là phải kiểm soát cái lượng tiền nó phải ok đấy anh em ạ. Chứ còn cũng dễ toàn lắm. Bởi vì nên nhớ là những cái bộ ấy mà nó chơi và nó rơi vào tầm của co 3 sao ấy, 3 tiền ấy. Đấy thì nó tốn rất nhiều tiền để roll. Phải lên được 3 sao thì mới ok cơ. Đấy mà tiền roll ấy thì nó cũng chỉ chơi được ở level 8, level 9 thôi. Chứ còn không thể là mà dí cấp được. Như có những cái bộ mà nó chỉ cần co lên 2 sao xong nó dí cấp thì nó chơi rất dễ. Đấy, tiền thì nó cũng chỉ gọi là kiểm soát nó vừa vừa thôi. Chứ còn những cái trận đấu mà chúng ta phải chơi những cái đội hình mà nói chung là nó rơi vào tầm full 3 sao mới chơi được ấy, thì rõ ràng là cái lượng tiền nó phải rất lớn. Thế là bây giờ nó trong cái quá trình mà tiết kiệm anh em ạ. Chưa làm gì được. Cái giai đoạn bùng nổ nó ở phía sau. Cái gì kìa, úi dồi ôi cay chưa. I will give you top 8. À thế à. Ok. Kinh đấy. Nhìn là biết là có vẻ như là cũng có cơ sở đấy. Cũng trình độ cũng phải cao như nào thì mới dám nói như thế chứ nhờ anh em nhỉ. Phạm Hiếu có vẻ ghê. Vành có vẻ căng đấy. Giống như kiểu mày làm gì tao, tao sẽ đóng hòm mày. Ủa, thằng này dám pha chuỗi của tao à? Được, xác định đóng hòm luôn. Ok ok. Và tôi cũng không có gây thù chuốc oán gì với ai cả. Tôi trong trận đấu này tôi không có pha chuỗi của ai hết. Đấy, mình cứ gọi là mình cứ vào mình chơi bình thường thôi. Đấy. Rồi. Lyco ấy chơi Glacier, cũng Glacier luôn anh em ạ. Glacier kết hợp với cả 6 kiếp len. Trong khi đấy thì Phạm Hiếu chơi Clive thì tôi đánh giá là nếu mà chơi Clive thì cũng mạnh đấy. Clive vừa được bắp xong. Để xem là như nào. Anh em thấy là sẽ có rất nhiều người chơi Clive bởi vì hôm nay bộ Clive nó được bắp mà. Nó được bắp cái sức mạnh là nó lại tăng lên 75% giáp rồi. 75% cộng giáp là nó trâu lắm ấy nhá. Ngày trước là nó lại phải giảm xuống còn 60% đấy, tức là nó giảm đi tận 15%. Mà nó vẫn có người chơi cơ, nhưng bây giờ thì nó lại bắp lại. Chứng tỏ là nó rất ưu ái dành cho bộ Clive. Đấy, good luck have fun luôn kìa. Đây là một cái lời thách thức tới đến vị trí của Lyco gửi tới Phạm Hiếu. Không biết là làm ăn nào nhưng mà cái tầm này thì Phạm Hiếu vẫn đang tiền nhiều hơn, level cao hơn. Đấy, nhưng mà máu thì ít hơn nhá, máu thì 53 với cả 67 thì thực ra ở cái giai đoạn giữa game này nó cũng không có khoảng cách, nó cũng không xa lắm đâu. Nó cũng không xa lắm đâu anh em ạ. Đấy mà không hiểu sao tôi vẫn đang 81 máu, giữ máu tốt phết nhỉ. Công nhận bọn Assassin này giữ máu tốt thật. Ok, đấy Assassin cứ vào phát là nó lướt được vào cái con đằng sau là giết được một con đã. Đấy là có thể là sẽ giết được tới hai con. Thế rồi, mỗi round nó chỉ cần giảm 3 máu thôi. 10 round là 30 máu rồi anh em. Đây rồi, ủa ôi. Thế này thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải xây dựng từ Glacier luôn anh em ạ. Chứ còn 9 Assassin gì nữa đâu. Nếu mà xây dựng Assassin ấy thì chúng ta roll được 7. Nhưng mà nếu mà nó ra Glacier như này ấy, tôi nghĩ là kẹp 4 Glacier xong rồi kẹp 3 Assassin vào cũng đánh vào level 7 luôn. Được không? Thì không phải chơi fake nữa mà chúng ta sẽ roll để ổn định cái đội hình, kiếm cái bọn Glacier lên 3 sao luôn anh em ạ. Tôi thấy như thế nó cũng rất là ok. Với tình trạng giữ máu như này, tí nữa ra Fortuner Teller kẹp 4 Glacier 3 Assassin vẫn ok nhá anh em nhá. Chứ còn nếu mà chơi theo kiểu level 7 roll Glacier lên 3 sao ấy thì nó bị một cái là nó chơi fake thôi chứ nó không chơi được hàng real. Tức là như tôi là nói vừa nãy là tức là nó sẽ không kẹp được mấy cái hệ như hệ Warlock vào hay là mấy cái cọc kia các thứ, gót kia các thứ để vào cái counter nhá anh em nhá. Chơi thế thì nó hơi ao meta. Là tôi chơi theo cái kiểu của meta mới đi. Đây này anh em này, đúng không? Chơi luôn đi chứ, đúng không? Bây giờ mà lên Berserker 2 mà chúng ta lại chơi roll PA3 thì nó lại còn lâu là mới chơi được anh em ạ.
Thôi chơi luôn đi. Ok. Còn PA thì bây giờ là vẫn một con, con ốc vẫn một con anh em ạ. Nên là bây giờ nó ra Glacier thì chắc là tận dụng tí thôi. Nhờ. Bây giờ là ba assassin vào giữ máu là được rồi. Bay đằng sau gắt chết một con. Đấy. Việc còn lại để berserker. Ok. Rồi nói chung là tầm này thì cũng vẫn gọi là ổn. Máu thì còn 75 máu rồi đúng không? Tôi sẽ giới hạn ở cái mức mà chúng ta cần phải xả tiền là 50 máu anh em nhé. Chắc là đến khoảng 50 máu thì sẽ xả tiền mạnh để kiếm PA. Còn nếu mà nó chưa tụt đến cái mức đấy thì vẫn cứ bình tĩnh. Đó, trận này có cả Exit. Ok, cũng là một trong những cái bọn nó khá là nguy hiểm đấy. Ở giai đoạn late game. Đấy, giết một con nữa, hay quá. Được. Ok, ok, hay quá, giết một con lửa. Được quá nhở, giết một con lửa được không? Giết một con lửa, thế thì hơi tham. Nhưng mà thế là quá tốt rồi anh em. Mất có hai máu thôi, được quá nhở. Rồi. Ổn rồi anh em ạ. Đấy, ở level 7 là kẹp 4 Glacier được. Nhưng mà thiếu một con. Vẫn thiếu một con Glacier. Đấy, bây giờ là phải lên 8 để kẹp cái con Wizard vào. Thì chúng ta có 4 Glacier. Nhưng mà nếu mà nó ra Glacier thì vẫn chơi hàng Rill thì vẫn ngon hơn. Đấy, tôi kẹp thêm con Photon Lơ theo lơ. Nó ra thì kẹp vào. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có những cái combo giữa cái con Grimchok và con Soulbreaker cũng giảm được khá khá máu anh em ạ. Rồi. Ui, không combo được rồi. Giết được một con không? Cố lên nào. Ui, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Đấy, giết thêm con nữa thôi. Rồi, hay. Con nữa được không? Ui, được luôn. Berserker được quá em ơi. Hay quá nhờ. Con nữa được không? Con nữa. Không được. Không sao. Phạm Hiếu xả hết tiền rồi. Ok, mất 7 máu cơ. Tôi cũng không nghĩ là mất 7 máu là vừa rồi đâu. Nhưng mà không sao, vẫn được anh em ạ. Vẫn còn 66 máu. Thế là ok rồi. Rồi. Cho thêm một con Grim nữa vào để kiếm cái combo. Nói chung là combo đẹp giữa Grim với cả con Soulbreaker nó sẽ giảm được khá khá máu đấy. Đấy. Ngoài ra ở đây còn có cả combo giữa con Deflector nữa với cả con Grim nữa anh em ạ. Rồi. Đấy. Trận này thực ra là bây giờ nó chỉ cần ra cái con Soulivo ấy là tôi có thể chơi 6 Glacier fake được luôn. Và co ở đây thì chắc là chơi co là con Berserker luôn. Chơi Berserker đã. Rồi, rất ok chứ, thắng rồi này. Giữ máu luôn. 66 máu, ok ok. Ổn anh em ơi. Thôi mấy con này không cần. Đây rồi, 4 Glacier. Dồn tiếp. Chưa ra là sao đi vô. Được rồi, ok. À đây rồi, con giữ máu, ok. Có Fortuner theo lơ đủ 6 con rồi anh em. 6 Glacier rồi đây. Ok. Thế là bây giờ chỉ đợi PA lên 2 sao thôi. Rồi, ổn. Maxelezi ở giai đoạn này là giữ máu tốt. Có Fortuner theo lơ kẹp vào giữ máu được anh em ạ. Rồi. Nếu mà chơi kiểu dạng fake 3 con ấy là chúng ta sẽ không chơi được kiểu này đâu. Không giữ máu đâu. Nhá. Chơi cái này cho nó giữ máu anh em ạ. Rồi thằng Lico này chơi gì đấy. Glacier kết hợp với cả đỏ anh em ạ. Đấy, không biết là ông nào ra đi trước. Đó, cảm giác như là hai ông này cũng không có khá hơn nhau là bao nhiêu đâu. Trông khéo lắm. Bộ này chắc là phải hạ máu xuống còn khoảng chục máu thôi thì comeback là vừa. Chứ còn để máu nhiều thì cũng chưa chắc đã ngon đâu. Để máu ít xuống. Máu thấp thôi, xong rồi comeback. Berserker thôi, Berserker không lui đâu. Trận này dành tiền lui con Shutdown anh em ạ. Shutdown cái healer ưu tiên nó cũng 3 tiền mà. Mà bây giờ mà bỏ 3 tiền ra mua con Berserker ấy thì tốn lắm. Thôi bỏ nhá anh em nhá, không chơi. Berserker chắc gì lên được 3 sao. Mà trong khi đấy thì tốn quá nhiều tiền.
cái trận đấu này ấy, trong cái đội hình này chắc là tôi nuôi deflector và con rơi lên 3 sao nữa. Đấy, rơi 3 sao, deflector 3 sao, còn lại 2 sao thôi. Đấy, Shadow Killer thì kẹp là đương nhiên là 3 sao rồi. Ok. Thực ra cái tầm này Shadow Killer đấm nó cũng không khỏe lắm đâu anh em ạ. Nó cũng chưa khỏe đâu. Tôi nhìn thấy nó có vẻ là hơi yếu đấy. Có cướp điên này. Chưa có chém lan. Lấy được cái cướp điên thôi nhưng mà không có chém lan à. Shadow Killer tôi nghĩ là phải lên 3 sao thì mới cho chơi được. Chứ còn tầm này có vẻ như là cũng hơi đuối. Ghép được cái gì nữa? Chưa ghép được cái gì cả anh em ạ. Ghép được cái gậy hack. Đấy, gậy hack thì để xem đã. Bởi vì là cái gậy hack này nó lại liên quan đến cái chiến thắng. Bây giờ ghép cái trượng phép này sớm thì thực ra là tí nữa mà chả may mà có 9 warrior ấy, có thằng nào nó lại vui vui nó lại chuyển sang 9 warrior thì vẫn còn có cái hồi máu mà chơi. Bình tĩnh, từ từ đã. PA phải không tin lắm nhở. Dồn đồ cho chết đầu tiên. Có lẽ là chưa lên 3 sao thì vẫn chưa ổn. Cái con PA này nó bay ra đằng sau một mình. Cái đấy nó rất là nguy hiểm. Rất dễ chết. Đấy mà nếu mà dồn đồ cho nó thì lại không có đồ để đấm nhau. Ui trứng này. Rồi. 4 con nữa. Bom thôi nhá, không chơi. Tí nữa tôi kẹp vào ở level 8, level 9 là chúng ta sẽ kẹp thêm một con Warlock nữa. Để có 2 Warlock và lên level 10 thì kẹp Dash Sprint là có 4 Warlock. Đấy. Tiến trình của nó là như thế thôi. Tiến trình của bộ này nó như thế thôi anh em ạ. Con PA này tạm thời tôi cho ở ngoài đó, cho dự bị đi. Về căn bản là cái con này nó chưa lên 3 sao thì chơi nó vẫn không tin lắm. Nhá, đồ để dồn cho Berserker đấm tín hơn. Đấy, tôi cho combo 2 hóa vịt vào, hóa gà vào. Tăng khống chế lên cho Berserker đấm anh em ạ. Rồi ok, ăn được thằng này không? Đấy, có rất nhiều hóa gà ở đây. Đấy, máu vẫn sau sau máu, ổn rồi anh em. Thế này là khá ổn đấy. Rồi, chúng ta luôn ở level 8 này thôi. Không cần, mẹ cứ sáng sáng lên, cứ tưởng con gì, con này thì lại không cần. Có tương lơ theo lơ này. Rôn mạnh tí anh em nhá. Rôn mạnh tí đi. Ui ôi, không cần. Mẹ. Cho con Drui đi nào. Drui. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Sợ, nó sợ. Ok, ok, ôi chết rồi. Không kịp rồi. Không kịp mua con PA anh em ạ. Quả đấy mua PA đập trứng luôn. Nhưng mà tôi không sao, bán con Doctor đi. Bán Doctor được. Rao này thắng được không? Vẫn thắng. Vẫn đủ thắng. Vẫn đủ sức mạnh thắng. Ok. Mặc dù là con Berserker chết rồi. Tôi đang có chuỗi này anh em này. Ổn phết anh em ơi. Ui lại ra Berserker này. Chơi không? Ra Berserker nhiều quá nhờ anh em nhờ. Thật. Và tôi nuôi con này nó tốn tiền thật đấy. Nhưng mà nó cứ cho ấy, kiểu tôi thấy trận này có vẻ như là nó khá là cho tôi nhiều con Berserker. Nếu mà tính là hai con nhá, nếu mà vừa nãy tôi bỏ qua một con cộng với một con mà tôi đang có ở trong cái trận đấu này ấy, là tôi có quả trứng ở đây là tôi đập là thực ra nó là hai con 2 sao rồi đấy anh em. Là nó cũng căng đấy chứ nhở. Ra nhiều phết. À, bây giờ nuôi con này mà chả may mà nó lại chỉ ra có 6 con thôi, nó không ra nữa thì là cũng hơi toang. Combo vừa rồi khá đẹp nhá anh em nhá, khá đẹp. Hai lần hòa cóc anh em ạ, đối thủ không nhấc nổi tay lên luôn. Ui quả trứng này, ôi có khi Berserker 3 thật đấy anh em ạ. Nhưng mà Berserker 3 thì không chơi PA nữa à? PA bây giờ vẫn chưa lên được 3. Nhưng mà không sao, trứng này chắc là tôi để dành cho con PA thôi. Chứ còn đéo ai
bảo là làm content nội dung chơi PA, nhân vật chính kẹp cái 6 Glacier mà lại đi lập trứng cho con Berserker đấy. Thôi thôi, không nha anh em nhá, mình tới từ từ, không nuôi con Berserker đâu. Tôi đã bỏ qua hai con rồi, là anh em biết là tôi có cái sự khẳng định nhá, là tôi không chơi. Đấy, khẳng định luôn, không chơi, bỏ hẳn hai con luôn. Dù có cả trứng chiếc các thứ mà đấy, xác định là không chơi Berserker, không nuôi nha anh em nhá. Để dành tiền nuôi con sắt đào cứu lơ. Đang có chuỗi mới căng như vậy. Tầm này vẫn khỏe anh em ạ. Nhưng mà đồ ra khéo quá, vẫn không có đồ. Rồi. May nó ra là cái cướp điên đấy. Đồ toán ma lăng với cả bắn trưởng triệu phép thì nói làm gì. Ít ra cũng phải cho cái món đồ nào đấy nó chấn phái ở cái bộ này một chút. Thôi được rồi, ok, thế là cũng được. Tí nữa kiếm cái hút máu nữa. Anh em ạ, hút máu cuối, hút máu trừ giáp ấy thì nó sẽ rất hay. Cái con PA nó chém nhanh, nó sẽ giết người, nó gặt rất nhanh. Ok thôi, được rồi. Rao sau bắt đầu roll anh em ạ. Tiền nhiều nhiều một chút, roll cho nó đã. Thực ra là nó có cơ chế roll mà. Đấy, nếu mà anh em xem ở những cái clip cách đây khoảng một tháng ấy, tôi có chia sẻ về cơ chế roll ấy. Là anh em, nếu mà anh em có một cái lượng tiền lớn để anh em roll thì anh em sẽ dễ là ra bài hơn. Cái lý do tại làm sao? Bởi vì là cái cơ chế ở trong game ấy, đó là nếu mà anh em bỏ qua hai con, à anh em bỏ qua một cái con bài trong vòng 2 round thì nó sẽ không hiện nữa nhá anh em nhá. Trong vòng 2 round nó sẽ không hiện. Đấy. Ví dụ như là anh em ra ở trong cái round này, anh em ra con Berserker thì 2 round tiếp theo nó mới ra tiếp cái con Berserker. Đấy, anh em thấy là vừa đấy tôi có bỏ qua ở round 24 đúng không? Thì round 25, 26 nó sẽ không ra Berserker nữa. Và đến round 27 thì nó sẽ ra Berserker. Đấy, nó tính là 2 lần roll hoặc là 2 round. Ui ôi, anh em thấy không? Nghe, đúng là cái người hiểu cơ chế, nhưng mà thôi được rồi. Đây đó là cái cú, nó gọi là mày phải chơi tao. Anh em thấy không? Mày phải chơi tao. Và tôi đã mua cái con này là y như rằng là tôi roll là nó ra tiếp. Anh em thấy không? Cơ chế game, hiểu rõ cơ chế game là roll nó rất sướng. Ok, đấy anh em thấy không? Thế là này, thế này là thế nào? Thế này có nghĩa là mày chơi tao đi. Ok, tao chơi mày. Ok, ok, thế này con này. Con này không phải đập trứng anh em nhá. Con này tôi nghĩ là cái bài này này, nó ra là nó đấm vào mặt tôi, là nó thẳng đấm thẳng cái con Berserker này vào mặt tôi rồi. Đấy, game này là nó chơi tôi, không phải tôi chơi game đâu. Nhá anh em nhá, khẳng định luôn đấy anh em là cái con này tí nữa là nó cứ thế nó lao vào mặt tôi thôi. Đấy. Như thế này là có dấu hiệu rồi. Mua là nó sẽ ra nhá anh em nhá, còn anh em không mua thì 2 round sau nó mới ra. Đấy. Và đây nó là cái dấu hiệu. Phạm Hiếu, gặp Phạm Hiếu, cắt chuỗi được không? Hai Berserker cắt nổi chuỗi không? Cùng bố đẹp phát. Úi giời, hóa cóc toàn bộ đội hình, hay quá. Rồi. Úi giời, được quá bạn ơi, xin nhá. Hay. Được quá nhờ, hay quá. Vớ vẩn Phạm Hiếu lại đi trước ấy chứ. Rồi, có dấu hiệu Berserker anh em ơi. Ok, mua hết. Mua hết, mua hết, mua hết, mua hết, mua hết. Mua hết. Úi giời ơi, anh em thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Đã có dấu hiệu mà anh em tận dụng được. Ơ được, 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 được. Một con PA nữa. Một con PA nữa thôi. Một con PA nữa thôi. Một con PA nữa thôi. Được rồi, được rồi. Ok rồi anh em ơi. Đấy rồi. Một con PA nữa. Hay quá. Đấy rồi. Thôi được rồi. Từ từ đá, từ từ đá. Phanh, 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 phanh. Ok. Berserker 3 gánh được rồi anh em ơi. Máu giữ rất tốt nha anh em nhá. Máu vẫn còn đang còn 64 máu từ rất lâu rồi. 66 máu xuống 64 từ rất lâu rồi đấy. Đó, trận này có gót đỏ. Ok. Nó đang chơi gót đỏ. Gót đỏ cá lông à? Gót đỏ cá lông. Nhưng mà cái bộ gót ấy bây giờ nó yếu rồi anh em ơi. Bộ gót nó yếu vãi đái luôn. Vừa giảm cooldown mà. Bây giờ ai chơi gót nữa. Ui rồi, đây rồi, PA đây rồi. Ba quả trứng với cả ba PA này. Ôi rồi, thế là lên được 3 sao rồi à. Ôi ơi. Được quá nhờ anh em nhờ. Ui rồi, lên luôn. Chứ còn gì nữa. Thôi được rồi, đồ cầm về đi bạn ơi. Cầm lấy bạn ơi.
biểu diễn thế nào. PA lên được rồi anh ơi, xem nào, để xem là cái con PA này nó có phải là máy gặt không nhá anh em nhá, xem phải máy gặt không nào, máy gặt thế hệ mới à. Con này thì nó không phải là máy gặt đâu. Những cái cú chém của PA ấy, bởi vì nó kèm theo crit ý, nên là nó sẽ rất là dứt khoát nha anh em nhá. Nó chặt phát nào nó ra phát đấy, là có đứa là lên bảng điểm số luôn đấy. Chứ nó không như là cái những cái cú chém của cái con Velomancer mà tôi đã từng chơi ở trong cái bộ 6 Glacier đâu. Rồi xem nào. Ây da. Ây da. Càng ấy. Ôi, nhìn nó chặt cái con ngựa ba sao kìa. Phạm Hiếu quả này đi sớm rồi. Quá đen cho Phạm Hiếu gặp tôi. Vừa nãy hình như là có định là cho cái thằng phá chuỗi top 8. Nhưng mà tôi nghĩ là khó làm được cái điều đấy thôi. Ôi, kiểu gì rồi cũng sẽ bị khịa. Kiểu gì rồi sẽ cũng bị coi như là khịa thôi. Gáy sớm lại ăn gì rồi. Ăn gì nhỉ? Khổ. Đấy, tôi nghĩ là bây giờ là cũng là đang phải thở oxy rồi đấy, cũng đang khá là hồi hộp. Trong cái tầm một máu đấy kia thì đỡ thế nào được. Gặp tôi là đi thôi, chắc chắn. Gặp tôi anh em nhìn cái con ngựa ba sao ấy. Anh em hãy nhìn cái con ngựa ba sao vừa rồi nhá anh em nhá. Hãy xem con ngựa ba sao full đồ mà con PA nó chém cho ba phát lên bảng. Đấy là còn chưa có crit, chứ có crit thì chắc là Shadow Killer một hit là tiện thôi. Khỏe lắm anh em ơi. Ui rồi, tôi đã bảo rồi, nó đây nó là có phải gọi là đao phủ chặt đầu ấy. Chặt phát nào là chất phát đấy luôn. Không nói nhiều. Ghép được cái chén thánh. Ok, ghép được chén thánh được. Ghép chén thánh được. Ghép chén thánh được, ghép chén thánh được. Rồi. Lấy chén thánh thôi. Lấy hút máu, thêm đồ hút máu càng tốt anh em. Con này nó hút máu nó bất tử ấy. Những cái cú chém của nó hồi máu cực kỳ nhanh. Nha anh em nhá. Còn cái tầm này lên 9 thôi. Lên 9 kẹp Warlock vào là xong. Đấy. Xong rồi lên 10 luôn nha anh em nhá. Lên 3 sao rồi. Co hai con co lên 3 sao rồi thì luôn làm cái gì nữa. Còn cái con rơi và con Doctor thì thôi nó tự lên anh em ạ. Tí nữa nó tự ra, mà nó không ra thì cũng chả sao. Bởi vì cái con đấy thực ra thì nó cũng chả có cái tác dụng gì ngoài cái tác dụng là tung ra cái skill. Tôi nói thật, cái con đấy nó vào trong đội hình nó cũng chả có gây đam ở đâu. Rồi. Xem cửa này trông PA nó gặp cho chém cũng hai phát thì còn. Anh em ạ, không nói nhiều. Ui giời. Trông càng không anh em, càng. Càng thật. Đấy, thế thôi mà cái con rơi nhá. Lên 9 mà nó tự ra này anh em này. Đấy, không phải roll, nó tự ra này. Ui, Phạm Hiếu vừa cắt chuỗi kìa. Cũng căng phết nhờ, một máu lật kèo à. Ghê, có blink này, hay quá. Rồi, combo này thì nó sẽ chuẩn hơn. Với cú combo như bây giờ là nó sẽ rất chuẩn đấy. Úi dồi, chưa gì đã khịa kìa. Rồi yên tâm, Phạm Hiếu vừa cắt chuỗi vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn, vẫn ổn. Ok, cho đến khi gặp tôi. Bây giờ có người chết là gặp lại, nó là cái câu chuyện nó rất là ok nhá. Sẽ gặp lại you lost me à? You lost me à? Ok. Ok ok. Thôi thì cứ kệ các bạn thôi, chứ cái tầm tôi vô địch rồi anh em. Tầm này thằng đen gặp tôi thì chết thôi. Ơ cái con PA của tôi đâu nhở? Ơ con PA của tôi đâu rồi? Ui ôi, mẹ ơi, 9 assassin nó đấm chết tôi à. Vẫn đéo đấm được cái bọn 9 assassin. Đâu hiểu PA đâu ạ. Thôi tách đội hình ra cái nhở. Vãi đái thật. Cái con gấu nó xuống nó làm cho một đường chết mẹ hết. Tụm lại chết rồi. Không được, không được, phải tách ra anh em ạ. Đâu hiểu. Suýt nữa thì có chuỗi đấy. Thôi rồi, tách ra này là cũng yên tâm. Gặp bọn assassin thì không bị con gấu nó dồn đam.
Ok. Rồi chuẩn bị lên 50 tiền sau đấy. Chắc là roll mấy cái nhỉ. Bao giờ ra được con đát thì mới lên 10 anh em ạ. Chứ còn chắc là tôi ở 9 tôi roll lốt cái con doctor lên 3 sao và con rơi lên 3 sao ở level 9 đã anh em ạ. Tôi nghĩ thế, chứ còn bây giờ tầm này cũng chưa cần phải lên 10 kẹp Warlock vội đâu, chưa cần vội. Ai à, Phạm Hiếu căng đấy, 3 con 3 sao rồi. 3 con co lên 3 sao rồi kìa. Live Bloodline. Avenger Clive và con heo Clive lên được 3 sao. Ok. Ok, để xem là 3 con 3 sao đầu với cả 2 con 3 sao xem là con nào mạnh hơn nhá. Vào đây xem nào. Vào đây. Ui, gặp luôn đấy. Ai sẽ là cái người chiến thắng? Ai sẽ là người chiến thắng? Trời ơi, gặp nhẹ nhàng 2 con 3 sao chết rồi. Không có cửa. Ui dồi, mềm lắm. Ui tôi đi rồi. Thế nào rồi cũng sẽ bị cái thằng liên lico chửi. Khổ đấy, cứ gắt sớm làm cái gì. Từ từ. Kinh nghiệm của tôi ấy là cứ vào thằng nào chửi tôi thì cứ từ từ đấm nó đi đã rồi hãy nói. Thường thì tôi cũng chả nói gì đấy, tôi nói trong video nhiều người nghe thấy. Chứ còn nói trong clip thì cũng chỉ có đấy, chỉ còn những cái thằng còn lại xem thôi mà. Bây giờ nếu mà nó chính ra nói chỉ còn có 4 thằng nghe thấy. Đấy, nhưng mà tôi thường là tôi sẽ có cái kiểu là tôi nói ở trong clip để cho như là 7.000 đến 8.000 anh em. Đấy, thế thôi, nhẹ nhàng thế thôi. Tôi có hay cái kiểu thế. Làm sao mà check được tôi đây? Ai bỏ gáy làm gì? Nhờ anh em nhở. Cứ vào gáy, còn có ông vừa gáy vừa chửi. Dã man thật sự. Thế thôi, tôi nhẹ nhàng rồi tôi đấm đi rồi tôi bắt đầu tôi up clip lên rồi tôi có gì nói trong clip. 9 assassin. Úi rồi, máy gặt anh em ơi. 9 assassin bây giờ cũng đéo đấm được rồi. Hay quá. Warlock à. Lên 10 luôn nhỉ. Thực ra vẫn muốn roll anh em ạ. Ui có chém lan 2 luôn này. Tuyệt vời anh em ơi, trấn phái đấy rồi. Ôi ôi, mãi lướt game mới có cái chém lan ạ. Đấy, nhưng mà có chém lan rồi thì nó lại tuyệt vời luôn. Tuyệt vời anh em ơi, hay quá. Đồ cuối game nó lại ngon. Đồ đầu game nó hơi khèo một tí, nhưng mà cuối game thế này là ngon rồi đấy. Thế này là tuyệt vời rồi. Rồi. Thậm chí là tôi ghép được cái búa set nhá. Nếu mà bỏ ra ghép cái búa set cũng được. Ghép thêm cái búa set. Tăng tốc đánh. Đầu game stack nhanh hơn. Ok, đối thủ dồn đồ cho con Light Bloodline. Light Bloodline là bây giờ vẫn chưa lên được 3 sao thì ok. Rồi, hút máu trừ giáp đương nhiên rồi. Sẽ là cái hút máu trừ giáp anh em nhá. Con đồ này chân phái rồi. Hút máu, phải có hút máu trừ giáp anh em ạ. Búa xét luôn. Rồi thôi, dồn cái búa xét cho con sát đạp cứu lơ. Đấy, xong rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ roll tiếp rồi. Kiếm cái con doctor đã. Đời ơi, hay quá nhở, trứng này. Nhưng mà trứng này để dành cho Dark Spirit. Từ từ anh em ạ, từ từ. Live Blitz Live lên 3 rồi đúng không? Ăn đuổi không? Ăn đuổi không? Ăn đuổi không? Không ăn thua. Nghe nói cửa Live vừa được bắp giáp. Cứng phết. Cứng phết. Nhưng mà chưa là cái gì so với cả sức mạnh của sát đàm healer của tôi. Lại trứng à? Một con nữa. Ra đi. Khô máu nhá. Khô máu ra. Dồn tiếp nữa, cái nữa ra, con mẹ phải ra không? Hay quá, rơi lên rồi, còn một con, còn một con thôi anh em ơi, còn một con thôi, nhưng mà vẫn cố gắng chơi ở 9. Thực ra cái đội hình này chơi ở 9 là nó mạnh rồi, chả cần lên 10. Lên 10 kẹp thêm con đát thôi mà, con đát ra rồi con đát 4 thì là
quá anh em ơi. Gặt nhanh quá anh em ạ. Vốn những cái cú chém của nó đã crit rồi, đã mạnh rồi ấy. Đây nó lại còn chém nhanh nữa. Ui đây rồi, đát rồi. Một con doctor nữa thôi, luôn nốt à. Dạ, đây rồi anh em ơi, full đội hình rồi. Rồi bây giờ lên 10. Rồi. Chưa đủ tiền lên 10, round sau. Một round nữa đủ tiền lên 10. Có khi là kết thúc trận đấu ra 39 ấy. Không đến ra 40 đâu. Round này là tôi gặp là một thằng với một thằng là gặp bản sao của thằng còn lại. Vậy round sau là nó sẽ gặp là tôi và một cái bản sao của tôi. Ok. Đấy. Không là cái assassin này kỳ ở đấy. Phải chưa? Rồi, kết thúc của ra 39 anh em ạ. Lên 10 kẹp Dark Spirit. 4 Warlock kết hợp với cả 6 Glacier PA làm co. Round này là gặp cả hai thằng. Cái bóng của tôi là sẽ gặp một thằng và tôi sẽ gặp một cái thằng còn lại. Ok, thôi bây giờ nó cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Roll nốt con Dark Spirit 2. Thế thôi anh em ạ, trận đấu kết thúc rồi. Tầm này thằng nào ăn được đâu. Đây là gọi là tối thượng rồi. Bộ này tối thượng có đồ rồi. Anh em thấy có cái chém lan không? Chấn phái rồi. Cướp điên chém lan, hai món cái chấn phái trong bộ này. Xong rồi anh em ạ. Không có thằng nào ăn được tôi đâu. Assassin thì quá mỏng để ăn được. Assassin gạt mấy cái chết rồi. Đấy ui, gặp Assassin ra cuối này. Còn cáo, ui, cáo chưa kịp lăn luôn anh em ạ. Cáo chưa kịp lăn. Gấu đâu? Gấu bay màu từ bao giờ rồi anh? Trời ơi, anh em thấy nhẹ nhàng một phát double kill luôn. Quá đơn giản, bộ layup mạnh phết nhỉ anh em nhỉ. Đấy, nhưng mà tôi khuyên anh em đừng chơi. Anh em đừng chơi cái bộ này nhá. Bởi vì cái bộ này mà chơi vào thì nó kiểu nó bị nghiền ý. Nó bị nghiện luôn ý, chứ không phải nghiền nữa rồi. Đấy, chơi nhìn nó sướng, nó đã lắm anh em ạ. Nhớ anh em nhớ lên, anh em đừng chơi. Đừng chơi, không ngày mai trong rank nó nhiều người chơi. Nó nhiều người chơi lắm anh em ơi. Thế nhá anh em nhá. Rồi, và đây là cái món quà mà tôi gửi đến anh em Đặng Minh Trung. Và hy vọng anh em Đặng Minh Trung sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ tôi, ủng hộ kênh như thời điểm hiện tại nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái live up đang hot ở trong cái thời điểm hiện tại. Có rất nhiều người chơi cái bộ này để counter lại cái meta beat và meta assassin. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi con assassin con ốc nha anh em nhóc. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.